đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. Các điểm cách đường thẳng D một khoảng bằng H nằm trên đường nào? 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. Câu hỏi 1. Cho hai đường thẳng song song A và B, hình 93. Gọi A và B là hai điểm bất kỳ thuộc đường thẳng A. AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ A và B đến đường thẳng B. Gọi độ dài AH là H. Tính độ dài BK theo H. Ta rút ra nhận xét. Mọi điểm thuộc đường thẳng A trên hình 93 cách đường thẳng B một khoảng bằng H. Tương tự, mọi điểm thuộc đường thẳng B cách đường thẳng A một khoảng bằng H. Ta nói H là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song với A và B. Định nghĩa, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. 2. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước. Câu hỏi 2. Cho đường thẳng B, gọi A và A' là hai đường thẳng song song với đường thẳng B và cùng cách đường thẳng B một khoảng bằng H. Hình 94. Phần 1 và 2 là các nửa mặt phẳng bờ B, gọi M, M' là các điểm cách đường thẳng B một khoảng bằng H. Trong đó M thuộc nửa mặt phẳng của phần 1, M' thuộc nửa mặt phẳng của phần 2. Chứng minh rằng M thuộc đoạn thẳng A, M' thuộc đoạn thẳng A'. Tính chất: các điểm cách đường thẳng B một khoảng bằng H nằm trên hai đường thẳng song song với B và cách B một khoảng bằng H. Câu hỏi 3. Xét các tam giác ABC có cạnh BC cố định, đường cao ứng với cạnh BC luôn bằng 2 cm, hình 95. Đỉnh A của tam giác đó nằm trên đường nào? Nhận xét: từ định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng song song và tính chất trên, ta có tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng H không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng H. 3. Đường thẳng song song cách đều. Trên hình 96A, các đường thẳng A, B, C, D song song với nhau và khoảng cách giữa các đường thẳng A và B, B và C, C và D bằng nhau. Ta gọi chúng là các đường thẳng song song cách đều. Câu hỏi 4. Cho hình 96B, trong đó các đường thẳng A, B, C, D song song với nhau, chứng minh rằng A. Nếu các đường thẳng A, B, C, D song song cách đều thì EF bằng FG bằng GH. B. Nếu EF bằng FG bằng GH thì các đường thẳng A, B, C, D song song cách đều. Ta có định lý. Thứ nhất, nếu các đường thẳng song song cách đều cách một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau. Thứ hai, nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều. Bài tập 67. Cho đoạn thẳng AB kẻ tia AX bất kỳ, trên tia AX lấy các điểm C, D, E sao cho AC bằng CD bằng DE, hình 97. Kẻ đoạn thẳng EB qua CD kẻ các đường thẳng song song với EB, chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra 3 phần bằng nhau. Bài tập 68. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng D và có khoảng cách đến D bằng 2 cm, lấy điểm B bất kỳ thuộc đường thẳng D, gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B di chuyển trên đường thẳng D thì điểm C di chuyển trên đường thẳng nào? Bài tập 69. Ghép mỗi ý 1, 2, 3, 4 với một trong các ý 5, 6, 7, 8 để được một khẳng định đúng. 1. Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng bằng 3 cm. 2. Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định. 3. Tập hợp các điểm nằm trong góc XOY và cách đều hai cạnh của góc đó. 4. Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng A cố định một khoảng 3 cm. 5. Là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 6.
là hai đường thẳng song song với A và cách A một khoảng 3 cm. 7 là đường tròn tâm A bán kính 3 cm. 8 là tia phân giác của góc XOY. Luyện tập. Bài tập 70. Cho góc vuông XOY, điểm A thuộc tia OY sao cho OA bằng 2 cm. Lấy B là một điểm bất kỳ thuộc tia OX, gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia OX thì điểm C di chuyển trên đường nào? Bài tập 71. Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kỳ thuộc cạnh BC, gọi MD là đường vuông góc kể từ M đến AB. ME là đường vuông góc kể từ M đến AC. O là trung điểm của DE. A. Chứng minh rằng ba điểm A, O, M thẳng hàng. B. Khi điểm M di chuyển trên cạnh BC thì điểm O di chuyển trên đường nào? C. Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì AM có độ dài nhỏ nhất? Bài tập 72. Đố. Để vạch một đường thẳng song song với mép gỗ AB và cách mép gỗ 10 cm, bác thợ mộc đặt đoạn bút chì CD dài 10 cm vuông góc với ngón tay trỏ lấy làm cữ, hình 98, rồi đưa ngón trỏ chạy dọc theo mép gỗ AB. Căn cứ vào kiến thức nào mà ta kết luận được rằng đầu chì C vạch nên đường thẳng song song với AB và cách AB là 10 cm?